phải có cái nguồn đổi điện ấy. Tắt được. Chị có cái đấy không? Chả có, không dùng thì không có, dùng đi đeo được. Chị nhỉ? Lắp điều hòa Nhật Bản là phải có cái đấy. Không dùng thì đeo được. 110. Nhà cứ hỏng ra thì gọi điện từ máy giặt bình nước. Nó hỏi là cái bình nước cái... Mai kia mấy đứa nó sao nó thay. Nó đang bận, ra hỏi không biết. Bình nước về đựng nước mưa ấy. Ừ nhỉ. Cái bình nước còn mua cái bình tôn hay cái gì mà người ta hay đựng nước tét nước ấy. Mua cái bình to đấy á. Mua cái loại to ấy. Ra nhà chị mà mấy lấy cái bình nước 20 lít về mà đựng. Điên, cái bình tét nước cơ mà. Mấy nghìn lít. Cái tét nước mấy nghìn lít ý. 20 lít. Về quê cho ông quê nghe chứ. Ông quê ông thích cái đấy để hứng nước mưa. Đây phải là mấy triệu? 3 triệu. Còn cái vừa vừa 1.000 lít là 1.900.000. Có đơn nào ở em? Thế cứ xuống bỏ đồ đấy nhé, chị không xuống đâu nhé. Ừ. Không đóng rồi. Ừ, quét đường ấy, béo mấy cái thằng Hà Đông. Đây đây. Mẹ vô mẹ mấy cái thằng này mẹ. Gọi nuôi phí tiền. Tiền đang nhiều. Phí cái gì? Đây này. Xe nó đậu rồi. Không sao được, đùng văn ông ra nó xịt cái có tiền. Xuống bỏ đồ chị nhé. Này chị bảo này, ăn nạc cầm vào đằng nào tối mai anh xem. Thôi. Ôi dồi, chị đi sức khỏe chị quá. Ở nhà còn không? Ôi dồi. Cầm đi, cầm đi, cầm hết đi. Tiếp rồi. Em thích ăn lắm. Ôi dồi. Lấy đồ nhá. Dép của tin này. Dép của tin này. Về tìm. Chưa uống một nước đi ăn à? Đi uống ở quảng trường rồi.